Có nước và nước này có màu gì ạ các bạn? Xanh. À, nước này có màu xanh và cô có một cái gì đây? Hiếu về chỗ. À, cô có một cái thìa và cô có một cái gì đây ạ? À, cái này gọi là cái gì? Cái gì các bạn? À, cô có một cái gõ. Bây giờ tất cả các bạn nhìn lên đây nhá. Nhìn lên đây. Hai chai nước này có gì không ạ? Hai chai này có gì không ạ? À, hai chai này không có gì cả. Cô Hà đổ hết nước ra nhá. Các bạn nhìn lên đây. Có một ít nước. À. Có một ít nước và bây giờ cô đổ hết toàn bộ nước này ra ngoài. Và bây giờ nó còn gì không ạ? À, bây giờ nó không còn gì. Hai chai này có giống nhau không? À, các bạn tập trung. Thật sự. Chúng mình lắng nghe nhé. Lắng nghe cô Hà gõ vào đây nhé. Nào. Hai âm thanh này có giống nhau không các bạn? Giống nhau cả bây giờ cô Hà sẽ đổ nước pha màu này vào trong chai. Các bạn nhìn lên đây, quan sát kỹ nhá. Có bạn nào muốn lên đổ cùng cô không ạ? Cô sẽ mời thứ tự. Đầu tiên là bạn Trà. Trà lên đây cầm cái này, con đổ vào đây. Cô mời bà Khánh Linh. Khánh Linh cầm đổ vào con. Ít thôi. Rồi, cô mời bạn Nam ạ. Các bạn từ từ nào. Rồi, mời con về chỗ. Mời Cookie. Lần lượt, biết chờ đợi nào. Ít thôi. Rồi, mời con về chỗ. Bạn Tít nào, mời Tít, cô mời Tít lên đây, đổ một ít nước vào chai nào. Con cầm hai tay, Tít cầm hai tay hiền. Đúng rồi, con đổ một ít nước vào đây. Rồi, mời con về chỗ, mời Bông nào. Nước này có phải nước bẩn không ạ? Không. Nước này được gọi là nước pha màu. Được rồi. Rồi, mời con về chỗ. Cô mời ăn sơn lao nào. Rồi, mời Sơn Nam về chỗ. Mời ăn chay. Rồi, cô mời bạn Bon Bon nào. Bon Bon còn cầm bên này. Đấy, hai tay con. Rồi, mời Bon Bon về chỗ. Cô mời bạn Hồng Lam ha. Hồng Lam B nào. Rồi, mời Hiển nào. À, được rồi, mời Hiển về chỗ. Cô mời bạn ra đâu. Đi cho được hết. Để bạn đổ một ít thôi nhá. Tay cầm nhỉ, tay cầm nhỉ. Rồi, mời B. Các bạn vừa đổ nước pha màu vào gì nhỉ? Bạn trai thủy tinh. Mời con về chỗ. Mời con, cô mời Linh Linh nào. Minh cầm, con cầm đây. Rồi, con tay cầm đây con. Rồi, mời Minh về chỗ. Mời con về chỗ. Đi lên đi con. Super hero. Đi lên đây với con nào, không sao đâu. Đi lên đây. À, in số hổ. À, bạn Chi bạn không lên. Cùng lên cùng bạn cùng nhá, cùng bạn. Hai đặt đồ lên. Con đổ đi, Linh đổ nước. Em bị xấu hổ. À thì cô bê ra cho Hà Chi đổ. Nào, mời Linh về chỗ. Bây giờ chị cầm một đây. Không sao, cô làm cô Hà cầm bạn sao đây các bạn. Chị. Cô Hà bây giờ xấu hổ. Không sao cả, cô bảo cô bảo sao. Chị cầm bạn. Hiếu về chỗ. Hiếu về chỗ xem mà Chi làm giỏi không này. Chi này giỏi chưa? Chi tuyệt vời luôn nhỉ. Đấy, Chi được rồi. Về chỗ. Về chỗ.